Rồi, xin chào. Cái mẫu này sẵn có. Còn con này nữa mình lên luôn. Lên luôn để cho nó đi. Đẹp không? Phần đời mà kết. Lỗi thép siêu bền VD10. VD10 của Nhật thì các bạn biết rồi. Dầu cao cấp của Nhật thì cũng VD10, SD2 là chủ yếu. À, UX10 chẳng hạn. Nhưng VD10 cũng là tốt, cực kỳ tốt rồi. Toàn dầu cao cấp không thì họ mới làm cái thép này. Con này mà có mấy cái bà bên Nhật thì các bạn nhìn giá là các bạn ngửa tái ngửa liền, chục củ mười mấy củ cán trắc gỗ đen, trắc đỏ đen nha, nhìn sơ là biết cực kỳ đẹp, siêu bền. Con này thì mình vẫn làm để thái. Chặt thì gà vịt thì ok, gà vịt nhỏ nhỏ thì chặt được. Lưỡi dao rất là sắc. Cái băng còn chặt thì nó sẽ xuống cái mép dao đó, nó uốn. Còn để thái thì ok nhé. Thép ba ly á, ba ly mà các bạn dắt mỏng như nó về thì không biết cái độ bén của cái lưỡi dao khủng khiếp cỡ này. Táo này. Táo này ngọt đấy. Rồi, xin chào nhé. Bạn nào thích thì inbox cho mình. Trên giá cả thông tin đầy đủ trong web, các bạn liên hệ trực tiếp mình để được fix lại giá nhé. Giá trong web chỉ là giá tham khảo. Còn bạn nào thiện chí thì inbox tiếp mình sẽ fix lại. Này có gì thì có gì sớm cái chỗ đẹp. Chiếc cam này nó bị sườn nên nó ra không có đẹp. Chiếc cam mà đẹp nó ra miếng mình ong này. Rồi, vậy được rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Xin hẹn lại những cái video sau. Bạn nào thích thì inbox liền cho mình. Web seesaw.net và số điện thoại 0779 804 779. Rồi, xin chào.